Hai em à, cái lùng què gì vậy, đụ tay gì? Bây giờ tôi không cần biết em là người yêu của ai, em yêu ai, yêu người nào, em muốn quen ai cũng được, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết là tôi sẽ cưới em. What the fuck? Xào lộn không có gì vui, chúng ta không nên xào lộn. Em à, bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi nha. Nhắm mắt lại, em thấy gì? À, màu đen đúng không? Đó là thế giới của anh kia không có em. Hỡi với ai và những ai đang giữ cái gì? Cái đĩa bay của nó. Hãy trả cho nó bay về vũ trụ mẹ nó đi. Em à, anh đang đợi em về nhà đây. Và có quà cho em nữa. Anh hy vọng ban ngày em luôn có công việc để bận rộn và ban đêm luôn có người để nhớ mong. Là anh đây. Ở đâu thì ta không biết, nên là mỏ vàng nè, mỏ dầu, mỏ khoáng, còn bên ra gặp con là mỏ lùn không hả? Gì đó, đang tới chưa? Anh còn hai cuộc họp nữa mới kết thúc ngày hôm nay nhưng vẫn không quên nhắn tin cho em. Thế nên nếu ai đã nói là bận rộn quá và không có thể nhắn chừng tin nhắn thì hãy bỏ người đó đi và về với anh. Em à, anh vừa về nhà đây. Ngày hôm nay của em thế nào? Em nhớ là nếu có vất vả thì vất vả, bận rộn cũng được, nhưng mà khi nào có thời gian thì mình cưới nhau nha. Nằm mơ đi con, chiếu chiếu gần đây nè cưng kìa. Nằm mơ đi con. Đồ đất. Đâu, em nói gì? Em hết tiền rồi hả? Không sao đâu, lấy thẻ của anh mà xài. À, lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho rồi cho vừa lòng nhau, chứ đừng có lựa lời mà nói cho lồn ra. Em à, ngày hôm nay của em thế nào? Hôm nay là thứ hai đầu tuần, anh mệt lắm. Anh chán ghét tất cả mọi thứ, nhưng mà thích em. Tao mà gặp mày ra đủ má này, gặp ống nè, gặp bang nè, tao tham thích con đỉ mẹ mày nha. Anh đang đi trên xe về nhà. Anh vừa đi ngang qua thế giới của em và anh phát hiện rằng em là cả thế giới của anh. Ngộ ha, mày thấy đủ mới nói vô lý vãi lộn. Anh vừa tắm xong, ngày hôm nay của em thế nào? Mà đâu, anh bị cảm rồi nè. Thôi, dựa vào vai anh đi. Người ta nói, tim ở gần vai nên thương nhau thì phải có trách nhiệm với nhau. Đúng không em? Vô duyên. Nó lộn hả? Em à, tới giờ ăn trưa rồi, mình đi ăn trưa thôi. Em đừng quên là những chuyện vụn vặt em cứ tùy ý xử lý. Nhưng chuyện gì khó quá thì cứ dựa vào anh. Anh sẽ nuôi em mà. Trời, ta đủ má tôi không quỳ, ta lại cái lồn lại lên. Ngoài trời mưa rồi nè. Em nói gì? Không có ai thích em cả. Xin chào, anh tên là không có ai. Kệ con đĩ mẹ chị. Bóng mà giả trai là đủ nai đủ bò. Cương nhớ cầm, nhớ kỹ mặt chị mà nha. Nhớ nha mày, né ra nha.